đá đít đây 15 năm nè quý vị, 15 năm mà còn y nguyên nhá, nguyên vẹn á, nó phồng là còn y nguyên hết á. Thuốc đây là bung nắp ra. Đây 2 giờ sáng này. Đò từ 12 giờ tới giờ là mới xong đó. 15 năm mà còn nguyên hình nguyên dạng nè. Hòm thiết rồi không có tan hủy đâu hết. Chút coi bật nắp ra cho quý vị thấy nhé. Đó, bộ mộ bà nội này ở sảnh nha. Còn nguyên á. Này ngày xưa là hàng tốt quá chứ. Rồi, kết thúc rồi, bật cái nắp ra đó. Đây, bật nắp hàng ra rồi đó. 15, 16 năm. Hai giờ nha các bạn. Kia là nắp giấy à. Đây giờ anh em làm xong rồi, giờ đang quả táng nha. Đang quả táng đó. Xong xuôi sạch sẽ rồi đó.
Cái dữ hơn cái đợt mình ở bên bên kia nhiều luôn. Chưa cháy mạnh rồi, chưa nóng rồi đó. Hai xác đó nha các bạn. Giờ mới được thở. À, cái việc này là thực tế bây giờ Tôi mình đã mới tưởng gặp. đâu là có ai mấy gì nhập nhập gì trời. Đùng cái đùng không trời. Cả rồi. Rồi về để cho nó tự nó ấy đi. Đúng rồi, cái này Biết rồi, tự cho nó ấy. Cái này cái gì cũng thuận, chỉ còn có xíu gió đông nữa thôi. Bên kia trái đẹp, cái này nó hơi ướt, nó đứng Cái này nó từ từ, bây giờ nó bắt đầu nó mới cháy. Cái nóng cái nó cháy lẹ lắm. thì nó hơn nữa. Bắt đầu lò, bắt đầu mới cháy rồi.